Lâm hay Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Dạ bà con nghe âm thanh rõ không ạ? Bà con nghe rõ cho Lâm hay Sài Gòn số 1 nhé. Thưa quý vị, thì tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là các đại gia từ cái động gọi là động lưu trú không đồng. Thì những ngày vừa qua bà con biết rồi, đúng không ạ? Tất cả những cái vấn đề, những cái sóng gió ngày hôm nay mà cộng đồng mạng chúng ta phải gánh chịu một trong những cái hậu quả vô cùng khủng khiếp. Đây là một làn sóng chính từ cái như là cái động lưu trú, nó dựng lên những đại gia. Chỉ cần là cái như là đi vào đó và cái như là đi ra là trở thành đại gia hoặc là tỷ phú đô. Chứ còn nếu mà cái như là vào đó ra mà bình thường thì mình không dám nói, đúng không quý vị? Vào đó rồi ra là phải là tỷ phú hoặc là cái như là đại gia thôi. Đó. Những ngày vừa qua bà con biết rồi, đó, liên quan đến chỗ cô là cái như là đại gia bò. Đó. Đại gia bò đã như vậy rồi mà đến bây giờ bà con thấy là vẫn chưa chịu kể như là quay đầu. Lên cộng đồng mạng xin lỗi khắp như cha chết. Đó. Mà cha đã chết đâu. Chia lại đâu được mấy miếng đất đấy bây giờ bà con thấy đi. Đó. Vậy mà lên cái như là cái giá trị đất ở vùng đó đó. Tôi đã khảo sát rất kỹ cái giá trị đó thì cái như là một công người ta tính khoảng tầm cái như là từ 70 đến là 100 triệu nha. Mà cái đất của cô bảo rằng là đất nằm trước mặt tiền mà mặt tiền đó nằm trong cái vùng giống là thôn quê đó, những cái vùng thôn quê đó quý vị. Vậy đó mà lên cộng đồng mạng cũng là khoe 5-7 số đỏ đó. Cái điều này bà con thấy nó vô lý nè, có nghĩa cô này nó thật sự cô nổ mà nổ chưa đủ bài. Tiền con học một năm là 60 triệu, nhưng mà tiền hai mẹ con anh trong vòng một năm thì có 40 triệu thôi. Có nghĩa là cô đã lên cô ấn định đó là hai mẹ con tiêu trong vòng một năm là 100 triệu. Trong đó là riêng tiền học phí của con là coi như là mất là 60 triệu. Thì mình tính ra hai mẹ con người này nó thật sự vẫn còn anh cái cánh là gọi là anh mánh múc dòi. Chứ không phải là người giàu như mà cô lên cộng đồng mạng cô nói. Mà bản thân cô là một trong những người làm công. Mây gia công cho người ta thì nó thật sự không có ảnh hưởng nặng nề gì mà sau cái cuộc drama này. Vậy mà cô lên cổ rên trời ơi, cả như là cái cuộc drama này bây giờ em ảnh hưởng nhiều quá. Vậy mà cũng chưa chịu rút kinh nghiệm, vẫn còn có những cái gọi là lên cũng là cả như là để mà khoe của. Mục đích là gì? Khoe của để câu, tôi nghĩ là cả như là để câu một số mạnh thường quân hay là một số gọi là đại gia giống như cô đó. Và cái tiểu sử cô này là hồi chiều đây là có rất nhiều người cũng đã lên cái gì phát ngôn. Một trong những người nói thật sự quý con, bây giờ mà về cô về quê là cá họ không ai dám nhìn, về quê cá họ không ai dám nhìn. Những người thân đã từ mặt vì lên cộng đồng mạng như vậy làm cái như là ảnh hưởng uy tín của người ta. Cô này cũng từng làm trong cái ủy ban, cũng từng làm trong ủy ban. Nhưng mà cũng là linh nha linh nhanh đó, đó rồi cái như là bị cái như cho cái như là thôi việc đó, là bị sa thải đó quý vị. Rồi cô này lấy một người chồng Hàn Quốc nào đó, rồi cũng là cũng lên bờ xuống ruộng, cũng từ lưa hạt me để rồi cũng dạt vô kể như là Sài Gòn đó. Rồi kể như cái vấn đề là cái như là thuê phòng thuê trọ ở tất cả mọi cái thì bà con cũng đã biết rồi. Nhưng cái cô đang nói ở đây có nghĩa là một con người gọi là cái chứng nào tật nấy, đánh chết cái nết vẫn còn, cái nết nó vẫn là gánh sâu vào gọi là cái như là cô này cái không bao giờ cô này buông bỏ được. Đã. Và vừa rồi cô giới thiệu là cái chung cư trong đồ đó, thật sự cái chung cư đó không phải chung cư của cô, chung cư đó là của một người bạn, của một người bạn cũng không thân thiết gì. Nhưng cái giai đoạn mà cộng đồng mạng dí quá, bắt đầu là cổ như là những kênh YouTube đó bắt đầu là dựng trò dựng cảnh lên để mà vô đã quay cái chung cư để xác minh là đây là chung cư của mình. Cái điều bà con thấy nó vô lý đó. Chung cư mà phòng đứa con gái học lớp 10 mà tự nhiên là nó làm chủ luôn. Là không có chìa khóa xây cua, không có chìa khóa dự phòng luôn. Rồi cái vấn đề ở đây, những thành YouTube nó cũng không thể xác nhận được đó là chung cư của cô nè. Vì cô không có bất kỳ một giấy tờ nào để chứng minh đây là chung cư của mình. Đó. Và cho nên cái câu chuyện mà chỗ đại gia, nữ đại gia bò này nè quý bà con. Hiện bây giờ cái đất mà vừa rồi cô chỉ, đất đó của là một người tên là anh Hải chứ không phải đất của cô. Cái vườn thanh long đấy cũng là của anh Hải chứ không phải của cô. Mà hôm nay sao thật sự anh Hải anh không lên tiếng quý bà con, chứ anh Hải lên tiếng chắc là chị này phải đội quần
chị này nói thật sự đội quần lần hai là không còn cơ hội quay đầu đó. Thì bây giờ nó thật sự những ngày vừa qua mình thấy thôi, thân phận nữ nhi rồi vì cái cuộc sống mà cái như là một mẹ một con nó cũng khó khăn quá, thì để cô lên mạng của Kim Anh thôi. Chứ với cái đà này mà cô đang có những cái gọi là lên vẫn còn nố như nữa thì chắc anh là cũng không thể dừng lại được cô này. Vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục như vậy quý bà con, cũng dơ dơ như vậy đấy. Lên giới thiệu đất lô này, lô số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó, mà cuối cùng tất cả là trật quân. Và quay lại cái câu chuyện của là những kênh YouTube mà quay cái như là nghĩa tiết trong những thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy quá rõ cái thức phim mà đêm hôm là cái thằng lang thang sắp miệng tung lên quý bà con. Không biết là bà con nhìn nhận ra cái gì, chứ riêng tôi là nhìn nhận ra cái một cái điểm đó là bà Tuyết bà cái nhưng bà trụ không nổi, bà trụ không nổi với là cái trò của anh Nghĩa là anh leo lên rồi anh trượt xuống quý bà con. Anh giống như chơi kiểu mà chơi văn trượt, cứ leo lên trượt xuống, bà nhột quá là bà cái chịu không nổi. Năm ngày năm đêm mà anh không mặn anh chi được. Cứ trên bụng mà anh giả thôi. Tôi nói đâu, bánh mà bánh không trúng hồng tâm mà cứ bánh sai cái địa chỉ, bánh sai cái mục tiêu, cứ trên bụng giả mà bà chịu không nổi. Đó là bà đòi đi ra phòng trọ bà ở, mà bà con biết là chỗ mà vợ thành cảnh, chỗ vợ thành cảnh á, nó nói cô phải ở lại đây, cô không được đi đâu hết. Ủa mày có quyền gì cấm? Bây giờ người ta cảm thấy mà cái âm nghĩa ông chọt ngứa quá thì bà phải đi tìm thôi, chứ bây giờ mày cấm cản tào lao mày hả? Bây giờ tao hỏi lộ mày có cái quyền gì cấm bà Tuyết không cho bà Tuyết rời khỏi phòng, đúng không? Có nghĩa là năm đêm rồi bà trăng ngừ bà chịu đựng mà anh Nghĩa không giải quyết được vấn đề chi. Cái mục đích của bà xuống là gì? Để giải quyết cái nhu cầu. Từ Tây Ninh mà bà đánh cả cái xe đồ xuống đấy, đem cả giường cả niệm xuống chuẩn bị chung là cái hậu cần quá tốt vậy mà ông Nghĩa ông làm anh tránh lên trò lên trống chi. Cho nên bà tức, bà đòi đi ra khỏi phòng trong đêm. Bắt đầu là hai đứa này nó quay lên một thức phim mà nó khuyên là nó yêu cầu luôn, chứ không phải khuyên nữa, nó yêu cầu là cô không được đi khỏi nơi đây. Tao hỏi mày như bây giờ cái bản thân mày mà thành cảnh nó trèo lên rồi nó trượt xuống, trèo lên trượt xuống rồi mày ngứa quá thì nó thật sự mày có đi tìm chỗ khác hay không? Bà đi là đúng rồi, đúng không? Mày cũng nên hiểu cho bà cái mục đích từ ta nên xuống là để bà tìm anh Nghĩa thôi, để giải quyết cái nhu cầu thôi. Mà bây giờ nó thật sự anh Nghĩa không thực hiện được cái vấn đề đó. Chức năng của anh Nghĩa xem như là nó thật sự như là một súng mà 2-3 nằm đấy quý bà con, nó nở như là cái hoa sâu đũa rồi đấy. Cho nên là những cái cần đến mà anh không đến được, anh lệch cái địa chỉ. Cho nên cái vấn đề bà Tuyết á, bà bực vừa bực vừa ngứa. Cho nên bà phải đi trong đêm mà vợ chồng thành cái như là thành lang thang khắp miền là không cho đi. Trời ơi, cái con vợ nói cô phải ở lại đây. Rồi bà con thấy anh Nghĩa, trời, anh Nghĩa ra cái như anh chốt cửa phòng, anh ra anh chốt cửa phòng là thế này thế khác, có nghĩa là riêng anh Nghĩa đó, có nghĩa là cá vào ao ta là cá của ta, anh khai thác cho cạn kiệt, đúng không? Bà biết là vô đấy lúc đấy là như là cá lòng chim lòng cá chậu rồi, cho nên là vô đấy là anh bắt anh nhốt trong đấy để anh thực hiện cho mình được. Dễ vậy cho đi, bà Tuyết tung đi là xem như là một trong những cái gọi kế hoạch của ảnh là phá sản. Tôi đã chưa thấy cặp nào mà nó thật sự cái cặp già mất nếp này kết hợp với những thằng YouTube dơ để mà lên ăn mày cộng đồng mạng một cách trơ trẽn vậy đó quý bà con. Vậy mà bà Tuyết bà nhận 2 triệu của một anh, bắt đầu là cũng là bà cho thằng Phúc Chó cũng 500 ngàn, Phúc Chó là cũng hút bà Tuyết 500 ngàn. Thì tôi hỏi quý vị, những thằng YouTube như thằng Thanh, thằng cái như lang thang khắp miền rồi nó nhận tiền mạnh thường quân như vậy đó, rồi có được bà Tuyết lại quá hay không? Đây cũng là một câu hỏi. Vì bà nhận 2 triệu bà lại quá cho thằng Phúc Chó là 500 ngàn rồi thì những thằng kia bà con cứ nghĩ là bà Tuyết bà có lại quá cho nó hay không? Mà bây giờ nhân vật là nhân vật của nó, tiền mạnh thường quân đưa là cũng qua tay nó, mà đến bây giờ nó không biết ăn năn hối cải những việc nó làm, mà như là nó thật sự nó làm như mèo mứa vậy mà nó lên nó đòi lặt mặt người này người kia. Tôi nói cái băng nhóm này bây giờ nó thật sự nó rối như nồi cháo heo, không ai tốt lành hơn ai đâu.
Ông Nghĩa thì cũng một người già gọi là biến thái à, cũng là tham tình tham tiền. Rồi bà Tiết thì cũng vậy à, dạng cũng là lanh loạn à, dâm loạn à, rồi gặp cái đám du tích gọi là vô học vô tri vô đạo đức à, bộ Tam Sơn đấy, phúc chó nè, thằng Thanh TV nè, rồi với cái thằng lang thang khắp miền. Bà con thấy vợ chồng thằng lang thang khắp miền mà cái thước phim mà nó quay hai vợ chồng cãi vã nhau như vậy mà nó không tung lên, nó không đưa lên, mà thậm chí hôm qua nó đăng lên nó vẫn còn có cái sự là kích ghét. Thì tôi hỏi quý vị, cái loại này đó nó có cái lương tâm có đạo đức hay không? Bay ngửa tay bay nhận tiền mạnh từ quân, trong khi đó bay chưa biết bản thân bà Tuyết là ai, bay chưa tìm hiểu được bà Tuyết như thế nào, vậy mà bay dám bay ngửa tay nhận tiền mạnh từ quân. Bây giờ bay lên mới nói là xin lỗi cô này xin lỗi cô kia. Ủa sao mà nếu mà biết xin lỗi thì ngay từ đầu bay đừng có nhận tiền, bay xác minh cho kỹ đi, đúng không? Mày đã lên không gian mạng mà nói rằng cô Tuyết giàu hơn cả con, vậy mà lũ bay còn bảo rằng cái như là à, bà Tuyết tội thế này nó khác, nó tội chưa xử quá vậy. Cái băng nhóm này tao nói với con là nó rối như tơ luôn à, đến bây giờ đứa nào cũng lo gọi là bảo vệ cái kênh, đứa nào cũng lo bảo vệ cái uy tín, mà tao thông qua cái sự việc là đứa nào đó thật sự cái bản chất nó cũng là thối như là cái hầm rác công cộng à, đã tới quay người ta, trời ơi nó quay người ta, nó trở thành một trong những cái để mà cần câu cơm của nó. Đụng đến lúc bắt đầu là cơm không lành canh không ngọt, bắt đầu nó theo nó bảo vệ ông Nghĩa để nó chà giặt bà Tiết. Tôi nói ông Nghĩa với bà Tiết là dạng như cũng chẳng ai giống ai, cũng chẳng ai ra gì, cũng thối tha như nhau đó. Mà kết hợp cái bọn YouTube dơ này nó, tôi nói với một con không có chi nữa mà nó thật sự để chúng ta phải là phải trân trọng đó. Có nhiều người bây giờ tôi nói vẫn còn u mê vô quyên vợ chồng cái thằng gọi là cái thằng lang thang khắp miền đó, ừ thâu hai con hai em ráng để mà an ủi cho chú Nghĩa, để cho chú Nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi nói bây giờ nó thật sự cỡ ông Nghĩa đấy mà bây giờ loạn choạng vài bữa nữa là ông cũng giác cái gọi là cái sung hư của ông để ông đi tìm bậy thôi à. Tự nhiên cái vấn đề vàng bạc của ông Nghĩa ông cho bà Tiết là việc của ổng, đòi hay không là việc của ổng, vậy mà hai vợ chồng thằng này thằng Phúc Chó với thằng Thanh bắt đầu cũng là nanh na nanh nỉ mà đòi tiền đòi vàng từ bà Tiết, thì có không biết nó lấy cơ sở từ đâu à, nó lấy cơ sở từ đâu. Đúng là một trong những kế gọi là cái như là nó thật sự của con nó dơ, là nó dơ cả chùm à, YouTube dơ rồi mà gặp hai ông bà già này mất nết nữa thì kết hợp lại với nhau đúng là một trong những cái ổ rác công cộng không hơn không kém đó. Lên vậy mà bây giờ nó còn dương 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 lên, nó nói là bây giờ con phải đưa thước phim này lên để cho bà con nhìn rõ cái như là à, bản chất cô biết là như thế nào. Ủa tại sao thước phim này có từ lâu mày không đăng lên đó. Thước phim này có từ lâu mà mày không đăng lên, mà đến bây giờ gọi là cái như là giai đoạn bây giờ mày tung ra để mày cứu nguy cho bản thân mày, thì chứng tỏ mày là cái dạng dạng như là bất chấp. Nó biết sự thật mà nó che giấu sự thật, nó biết sự thật mà nó không đăng lên, thì bà con cứ nghĩ cái thằng đây là một trong những loại gì đó. Nó là cái dạng gì quý bà con? Đã biết sự thật mà cái như vẫn ngửa tay nhận tiền mạnh thường quân, đã biết sự thật mà vẫn là im lặng, rồi đến bây giờ nó đăng lên nó còn có những cái gọi là cắt ghép cái đoạn clip đó. Đó, để tung lên một cách là gì, để mà bảo vệ cho ông Nghĩa, để mà thêm bà viết một vấn đề nữa đó. Đó thật sự ở đây tôi nói một cách sự công công tâm chứ tôi chẳng có binh bà viết đó, nhưng cái gì đó cái gì bà sai thì mình nói sai, bà đúng thì mình nói đúng à, bà sai là do bà dạy trai, bà cũng có tham gọi là tham trai trẻ à, trai trẻ thì cỡ ông Nghĩa là bà thích, quý bà con đó. Một người đàn bà mà nửa đêm nửa hôm mà dắt cái lờ mà chạy xuống gặp ông Nghĩa đó là lũ bay biết là bà này là cỡ nào rồi. Bà này chung là nói thật sự bà là gọi là cái như là một trong những người đó mà chẳng phải là thục nữ yếu điệu gì, cũng dạng một con cáo già đó. Nửa đêm tôi nói với bà con, nửa đêm mà đàn bà mà dắt cái lờ chạy xuống gặp một người xa lạ mà chỉ thông qua đôi ba câu nhắn gửi thôi, thì chứng tỏ bà đây đâu phải dạng dừa. Mà ngay từ đầu tôi đã nói rồi, bà Tuyết với ông Nghĩa này không phải là cái dạng dừa, không phải là cái dạng mà chúng ta phải đáng kính trọng à,
giấy đó mà nó vô nó quay, nó chà, nó lết, nó quay một tình yêu cổ tích. Rồi đến bây giờ bà con thấy đi, nó đụng chuyện thơ ri ra rồi bắt đầu là nó lấp bên đây, nó cái như là bảo vệ bên kia, nó làm cái trò mèo. Nói nghe cảnh nè, nghe thanh phúc chó nè, đó. Cỡ lũ bay đó, cỡ lũ bay mà nói thật sự á, bay lên mà bay lừa cái đây thì một lần thôi chứ không có lần hai đâu, thấy không? Vậy đó quý bà con, vậy mà bây giờ vẫn lên cỡ như là cũng dơ 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 cái mặt lên đấy là con xin lỗi. Bản thân mày đã biết người ta là cái như là không phải là cái thành phần khó khăn, à, không phải là người cỡ như là đáng được cưu mang giúp đỡ. Vậy đó mà mày ngứa tay mà nhận tiền mạnh thường quân cho được, là hỏi là trong phi vụ đây kiếm được mấy xu, bà cho vợ chồng bay được cái gì? Đấy, có cho vợ chồng bay hay không? Mà bà con thấy hai vợ chồng đứa này nó dơ hay không? Quá dơ luôn quá vậy. Tiền tiền mạnh thường quân, à, tiền tiền của ông Nghĩa mà nó đi đòi bà Tuyết như là một cái kẻ giang hồ, à, lúc nào gặp bà Tuyết cũng là đòi tiền, lúc nào gặp bà Tuyết cũng là đòi vàng. À, bà con thấy ngay cả cái thước phim mà nó điện thoại thẳng cho Mạnh Thường Quân, rồi Mạnh Thường Quân trả lời như vậy đó, thì bà con nghĩ là hai đứa này bây giờ nó vẫn còn dắt cái mặt nó lên không gian mạng nữa. À, nó không có nhục. Nó thật sự hai đứa này, nó thật sự cái dây mà dây liên sĩ của nó hình như là bị cắt đứt rồi. À, cá vợ lẫn chồng đúng là cái như là nồi nào cối nấy. À, bó tay bó chân giấy đó, giấy mà bây giờ cũng chưa biết là cái như mình sai ở đâu đâu, à, vẫn lên để bảo vệ ông Nghĩa. Tôi hỏi quý bà con, ông Nghĩa có gì để đáng bảo vệ? Hả? Về vấn đề về cái đạo đức thì ông Nghĩa là một trong những người gọi là già mất nết thối tha. À, đi tìm hiểu một người đó gọi là người vợ của mình vậy đó, mà trong vòng đôi ba ngày vậy là cái như là cũng là lên, cũng là kết nối, cũng là đem dìa, rồi cũng là có những câu từ khen ngợi với nhau đấy, rồi cuối cùng sao anh ở dài bữa rồi cái như là cũng là từ lưa hạt me. Tôi nói bây giờ ông Nghĩa có mừ bà đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Những người mà họ tìm tới ông Nghĩa là toàn là những cái dạng là hồi xuân già đó, mà vì là ông Nghĩa ông mằng anh không được, thì tôi hỏi quý bà con là cái như là cũng là lên bờ xuống ruộng chứ. Ông mằng anh không được thì chứng tỏ là vấn đề bây giờ nó thật sự mục đích của người ta là gì, cần cái đó đó, mà vì tới anh Nghĩa là xem như là súng đạn hỏng, à, mà cái vị trí cần cái như là bánh anh không bánh, mà anh bánh toàn bánh lợt hết, à, anh bánh toàn từ lưa hạt me hết vậy đó. Vậy mà bây giờ bà con thấy thì anh lên đó là cái mặt cũng còn dương 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 lên, bảo cái như là, à, người này hại ổng, người kia hại ổng, bó tay bó chân. Thì bây giờ